Kênh Gà Con Siêu Quậy xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay thì biết chương trình của mình là gì đây ta? Cũng chưa gõ hết chương trình mình là gì nữa, ta đi bụi luôn rồi. Này đi xuống tính đi xuống biển Tân Thành Gò Công chơi mà nó biển nước nhiều quá với nắng quá, chịu hết nổi thì chạy về vòng vòng lạc vô cái này là cái giường của ai không biết luôn rồi. Là đi với tem chim bìm bẹp nha các bạn. đội trưởng chim bìm bẹp quay mặt cái đây, đi đâu lủi thủi ơi đây đó chim bìm bẹp nè, các bạn nào nói đặt cho cái tem chim bìm bẹp đây, đội trưởng chim bìm bẹp. Anh sẽ cho hai người nói tiếng tiếng tâm anh sẽ quan giỏi. Còn bữa hổm thì ảnh thi đua ăn chanh với cái thanh niên này. Thanh niên này đang đầu trùng câu cá vậy đây. Thanh niên này tên giới thiệu luôn, bữa hổm chưa ăn loan không, bữa hổm giới thiệu cho các bạn. Tôi là Phương Lê nha mọi người. Phương Lê. Đấy. Phương Lê. Rồi thanh niên này là mới gia nhập tem luôn các bạn ơi. Tên gì luôn giới thiệu cho các bạn. Hả? Em tên Tý. Tên Tý hả? Tên Tý. Tên Tý, Tý, tên Tý, Tý. Thanh niên nãy giờ đầu nát góc chuối người ta luôn, có con trùng không? Vừa đó. Rồi thanh niên câu cá nha mọi người ơi. Cái ao này là ao của người ta. Ao của người ta hả? Ao này không đâu có đâu đâu có nuôi đâu phải không? À biết con. Ao này không có nuôi đâu, định nó không có nuôi nhưng mà đây có phi nó vô nở nó sinh sản quá trời. Chứ ao này mà nuôi cái gì, nuôi nó chạy hết sao? Rồi rồi ơi, hay quá rồi. Sao quá. Dính cái gì mày, quánh cái gì? Dính cái đọt đâu ơi, dính. Ê, cái nào lên. Ủa nhé. Giật lại dính à. Quánh lấy vậy. Cái con cá mày nào nó giật lại dính vô chim không? Rút trên đọt cây luôn rồi. Đứt hết. Đứt, quánh coi đi. Qua bển đường nào qua? Ai vậy? Đi kiếm đường đi cầm chứ. Ôi hai thanh niên này nha. Quá rồi, có cái ao nhỏ xíu mà quăng quá trời rồi. Sức còn nhiều. Thanh niên 18. Nhân này 19 rồi. Đã, mặt hơi già xíu rồi. Có gì là nó tinh ti hả? Gà. Cái chợ mua gà thì đấu vàng mà thịt ăn. Gà đây ra dẫn trên kia đây chợ làm chi. Nè, đây mát mẻ quá. Em thấy cái giấy nè. Nước cái phải mì trên đó cái gòn á. Cái gòn á à cái kia. Nè, đậu leo lên. Bẻ nó xuống, bẻ nhánh nó gãy nhánh nó xèo à. Leo nhảy xuống à. Rồi nó quăng cái lúc vinh lúc cái đọt cây luôn. Đây cái tem còn thiếu một nhân vật. Tên gì luôn nãy nghe nó mọi người nó anh mình tên Ti đó. Tên Hiếu. Ti. Ti à, tên cũng con tên Ti. Quăng cái kiểu gì. Tên ngoài tên Hiếu. Đi qua nhà người ta có chừng á. Mày đổi tên lại đi. Hả? Anh nhân vật leo lên cây luôn rồi. Câu cá hay quá. Câu câu à, câu gì không? Câu cá mà tưởng câu đâu. Ăn à, có câu cá mà tưởng đâu nó câu với con chim không à. Thằng Phương quăng phải không? À. Chính nó chứ mày. Được rồi. Hổ xíu à. Thôi ra biển. Rút về đây, rút về đây, từ. Rút đây, rút đây. Rồi rút về nè, rút về, rút về, rút về, rút. Đứng gì đâu vậy? Cứng cần rồi. Thấy lưỡi chưa? Đừng qua hồn tay nha. Đừng đi đâu quá đó, câu lắm. Rồi, được rồi. Hay quá, thả xuống rồi, thả xuống câu luôn, lỡ rồi. Rồi, câu luôn đi. Thanh đi hàng trộm chuối người ta. Chặt chuối. Tối luôn đấy. Tối nè. Khách đến nhà hai con gà gút bay tạm biệt vĩnh viễn luôn. Nhà ta ký 50 vinh.
Đi. Gà mình ký 50 thôi. Chuối. Bỏ xuống rồi, nó chạy không cần. Không. Không. Bỏ quá. Gà ký 50 rồi trời. Chục 50, cái nồi mà 50 vậy. Cái nồi mình ký 50. Ê dạ dạ, cắn mày. Mổ luôn mày, giữ mày. Hai con có 100 ngàn. Ký 50 một tí. Lát ghé chỗ đó mình mua. Rẻ thiệt á. Gà không gà mình đâu phải gà kia đâu à. Còn gà Đức 80 ngàn ký. Gà Đức là gì? Không biết nữa, không biết gà Đức là gì ai còn biết. Là gà ta chắc. Nó đường bây giờ. Cổ gì nó đi. Rồi để con làm luôn cho. Cổ đi. Đây mềm mềm. Chí mềm mềm. Ê chí mềm mềm, qua đây chí mềm mềm. Món cháo rồi cho coi, mà cháo hai gà khôi quá. Trời ơi, thanh niên. Thanh niên không có gì coi, này không có điều kiện. Ăn lộn, bỏ lớn gì vậy? Đây, hai con gà. Thôi hai gà tơi ngon ha. Anh làm cho. Rồi, ngập nước. Không muốn, cải rồi tí. Cải bầu bỏ vô mà. Chim biệp nè. Nhìn sát cái gỏi nè mọi người. Trong nào có lấy trà bá. Này không rồi. Không có điều kiện, không cảm. Sắt bằng dao. Ăn này lăn mội hả? Hả? Mội luôn hả? Mội ăn xưa tiền sử, có gì xử đó. Có gì xử đó phải không? Bữa nay mà đi biển mà ăn đồ ruộng nè nha mày. Bữa hổm đi ruộng ăn đồ biển, nay đi biển ăn đồ ruộng. Đúng rồi. Ngược lại bữa hổm đi ruộng ăn đồ biển. Trộn cá không? Cái gì? Có đâm núi ớt á. Cá hôm nãy chua lắm á, trộn gỏi luôn. Ngon quá. Đây. Tại cam nữa nó chua dữ lắm. Coi qua. Chín rồi đó, gà chín rồi. Nó. Thôi uống gà mà gà luôn. Cho chín dữ nữa còn ngon nữa, dầu mềm dễ ăn. Quá trời. Cháo chưa chín nè. Cháo chín rồi. Ủa có cháo còn không? Có gạo đó. Thanh niên làm nước mắm bằng cam luôn hả? Tính không? Trộn gỏi bằng cam. Sao? Quay lại. Thanh niên trộn gỏi cho nước mắm bằng cam luôn. Thanh niên làm gì vậy? Này để dành hai tháng. Lũ bó kia là lại cho. Nè. Đông bạch có rồi. Xo cho này cho bồ. Nó xài này bị nóng rồi lọt người lại. Bây giờ còn là xo nữa ta. Dặn gì cao không bà? Hộp quá, cao quá rồi cái chừng nó nóng quá. Cái này hôm nay nó bị lỏng rồi, nó nóng mềm nó lọt rồi. Dặn xuống rồi. Không. Dạ rồi này nó xôi nó mỏi chưa được. Xôi cái lửa nhỏ thôi, nó lớn không. Cháy hành hơn, tỏi thôi. Con này cháy nè. Vậy nó cũng khéo quá chứ. Còn tụi nhiều đứa làm thành sống luôn ạ. Cái này mình bỏ vô cho thơm cháo. Chứ không phải trộn với rau à. Trộn rau vừa nông trá cho. Sôi dầu không? Lấy hết luôn á. Thôi chẳng à. Không. Rồi anh lại lấy hết đi. Vô làm rau sống luôn trong. Không có gì hết. Chí mềm biệp làm. Anh nói đang làm thì không biết nữa. Chí mềm biệp, cho làm gì chí mềm biệp. Cho khán giả biết cái chí mềm biệp. Bây giờ bắt con đi. Đúng rồi. Chạy 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 mà tội mình đang phi hành không anh chắc vậy thơm quá người ơi mới ra cho bà ngoại lên sóng rồi sao nay đi biển lên thành mà ăn đồ ruộng không trời tụi bác ăn mít không tụi bác ăn mít rồi xong chín không được thôi cắt thử luôn thôi kệ bà để đi bà em mất chén không cơ. Tụi nó nấu lại mua 3 kg thịt trong ngày đó. À, không ăn cháo luôn.
chuồng tiếng đúng rồi, mãi 2 giờ tới. Giờ 3 giờ có đồ ăn rồi đó. Thằng Quỷ kia đâu rồi, kêu mua nước ngọt đi. Đấy, không cho nhậu ăn uống ngọt đi, tao không có ngọt chịu nổi đâu. Đừng sao bỏ đường tới xuống mày. Ăn á. Ừ. Thứ 7 nó xuống cái gì? Đi xe ớt gì gì. Ừ. Bảy xuống đợi mày bữa. Ừ. Mua bia ốp bê cho bỏ trên lớp sẵn không? Được. Thanh niên không à, thanh niên cứng rắn. Rồi, à, thanh niên đấm đam nội ở đây toàn dân đấm đam không à. Thế hệ bây giờ phải có một người phụ nữ trụ cột và một người đàn ông đấm đam, đúng không? Đáng hiểu không? Đây là tem, mình làm tem là chim mềm bẹp, loại dưỡng chim mềm bẹp. Còn tụi mình là chim sẻ gì. Tại vì chim bẹp nó ăn quá. Mới cho chị cái bự hơn mà nó vô là ngon lắm. Còn cái này mới được hả? Rõ. Để nó chín không quay cho mẹ ăn, để ai đâu ạ. Bây giờ ông mua nhiều khi tìm mình mấy cái. Chị Giang, Nguyễn Tân Thành á. Tối mở hành bông chuối bắp chuối gì lâm hết y chang là mọi luôn rồi, tới không, không phải là không phải không phải là chanh mà là chanh cam rồi luôn. Cam luôn ui rồi cổng nào cổng nấy nè nên cổng nào mấy cháu thì có thằng nào có gia đình chưa có đứa có rồi hả à. Có con không dạ có luôn ba má ở ba má út hôn là già hơn nè cứ chỉnh lại tên của bà thôi thôi không tắt hả không trời ơi thôi mạnh lên thanh niên tắt rồi thanh niên là phun vô nó mới tắt á rồi action và đây là Phương Lê tôi sẽ ui cái đàn của nó à, là quay quay cái đùi nét một chút lên con nước con gà nhiều nhiều rồi đừng có nhúc nhích còn quỷ đói với mày mua hết không chú nhị đâm chưa chưa đâm nữa ngọt ui da nóng quá nóng quá nóng quá ai da ăn vụng mà nóng quá trời nóng quá nóng quá nóng quá bắt được cái cật à ừ nóng quá mặn không mày hú còn ngọt còn không để anh đâm vô luôn kia đóng tiêu rồi hỏi sướng quá ha ngon quá đừng bỏ chén rồi có hôm nay có rồi được có một mình cháu đó đã hả chị nó mình nó có gia đình nè út nữa út hai nè rồi mấy lái xanh 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 này là gì vậy hả nó xanh xanh này là gì vậy mẹ gì giao giống nghi giao con thơm mình mà nó kêu dại á lẹ lẹ hả ừ là é như quế vậy đó mà quế vậy đó mà nó ngon hơn thôi nó ngon hơn quế ngon quế nó ăn mát hơn quế ăn hốc hơn ăn dụng nó ngon nữa này ngon hơn quế à chứ mỗi ngày chắc ăn tét đầu ở đây có nguyên một vườn dưa leo xanh tốt luôn rồi mọi người cháy
Trái nhóc à. Trái nhóc à. Dừa leo xanh tốt phải không? Đây là của người ta nha mọi người, quay chơi thôi chứ bể người ta là la chết. Lụ rồi chim mì biệt bắt đầu mổ nha. Ừ. Đây rồi, à, quay đâu phải quay nồi cháo vậy nè. Chim mì biệt rượu rồi còn có chiếc mình nhậu gì không không mua nữa mà đâu mà đâu nhậu. Ừ. Nhớ là hoài vô trong rửa trong rồi hoài trong cái rửa rồi còn có sữa hoài hoài nữa rửa. Kiếm cái gì đặng nghe cho nó đọc dưới đá. Mổ nè nha. Đi bì mổ coi. Ôi. Đấy. Ăn có gì nhịn tốt ra. Ừ. Ừ. Đói quá hả? Đói quá. Quán chạy. Ừ. Nó ngon thường xương. Quán gì nhẹ mà ăn rồi. Quán ăn gắn đông ngon. Biết ăn gắn rồi. Mà biết ăn gắn nào thầm. Thầm miếng cháo à. Gà quá gì. Gà. Gà vừa ăn. Quất nữa, quất ớt nữa. Ừ, cái gì? Gà ngon rồi, gà tơ rồi. Sao con? Chú ăn luôn, phải kén ra ăn luôn. Cái múc này rồi ruộng gì hổm mà dắt đi ruộng ăn đồ biển. Nay đi biển mà có đi được đâu. Là con phụ hoàng đất chứ mấy con gà hả, máu là con bìm bịp á. Nói chung con gì nó cũng đã vô nồi rồi, chắc nó rồi. Đây nè, con bìm bịp nè, chưa vô mồi. Biệt đang ngồi đó, ngồi ngồi ta ngồi bên. Này cái miếng mắm vô chứ ăn lại cho mấy chú ăn cùng luôn. Để chi? Thôi về đây. Ngồi đi. Ngồi ăn đi. Ngồi đi đi. Đúng rồi. Này cho nó con thịt đây. Thịt nạc đừng có da. Cho nó có nạc à, nó không ăn da. Ôi thằng đó nó không ăn. Rồi. Ừ. Cái xương xé là sao phải có răng mà không nhai tẩy vậy. Ừ. Răng tẩy. Dít đi cái bớt miếng này lấy nè. Vượt. Vượt rồi. Cái miếng bớt này. Mày ngồi đây nhạc đi. Rồi đó. Rồi đó là hai đem ngồi ăn đi. Nổ hả? Đúng rồi. Đi lại ngoài.